Xin chào cả tình yêu, các bạn đang quay trở lại với trang Love Drop Perfume. Mình là Thạch Thảo. Tết thì cũng sắp đến rồi nên chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì đó sang chảnh hơn, đột phá hơn một chút nha. Đây là một chủ đề rất thú vị và mình luôn muốn làm chủ đề này rồi. Trước nay thì mình hay review những chai nước hoa kiểu phổ thông, mainstream, không quá đắt đỏ. Và để đón chào một thập niên mới cực kỳ hoành tráng thì mình sẽ giới thiệu một chuỗi video những mùi hương của hội con nhà giàu để các bạn bật mí cho các bạn làm thế nào để thơm một rich kid. Đây sẽ là video đầu tiên về chủ đề này, các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Ok, và ở tập đầu tiên trong chuỗi video những mùi hương của hội con nhà giàu thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai chai nước hoa của Tom Ford đến từ dòng Private Blend cực kỳ đình đám. Tom Ford Fucking Fabulous and Lost Cherry. Ok, first thing first thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn lần lượt theo thứ tự năm ra đời của hai chai nước hoa này. Trước hết là Fucking Fabulous. Tom Ford Fucking Fabulous có một màn debut cực kỳ hoành tráng được ra mắt tại tuần lễ thời trang New York năm 2017. Đây là một món quà mà Tom Ford tri ân đến tất cả các khách mời ngày hôm đó. Và ngay lập tức thì em này trở thành một chủ đề bàn tán gây sốt trên tất cả cộng đồng yêu cái đẹp thế giới. Với thiết kế đặc trưng của dòng Private Blend nhà Tom Ford thì Fucking Fabulous cầm rất đầm tay và chắc chắn. Toàn bộ thân chai được phủ màu đen lì sang trọng và đầy bí ẩn. Khi mới tiếp xúc với da, có thể cảm nhận rõ nhất ở lớp hương đầu là tinh dầu đậu tonka ngọt đắng, gợi nhớ đến những viên kẹo caramel hay những chiếc bánh hạnh nhân ngon lành. Sau đó, ta sẽ bắt đầu nghe mùi hạnh nhân thực sự xen lẫn với hương da thuộc ấm áp và phảng phất như một làn khói. Một chút tinh dầu xô thơm và rễ cây iris ở cuối cùng làm tăng phần độc đáo và gợi cảm cho toàn bộ các tầng hương. Đây là một mùi hương phi giới tính, một mùi hương unisex cực kỳ đặc biệt. Nó có nét thanh lịch, bình thản của một quý ông, lại vừa có chút gì đó ngạo nghễ, thách thức của một bad boy. Chỉ với 7 nốt hương mà Fucking Fabulous đã gây ra một chủ đề bàn tán cực kỳ drama, kẻ chê, người khen. Bản thân mình thì nghĩ rằng đơn giản để không phải là một mùi hương dành cho tất cả mọi người. Mùi hương đầy táo bạo này gợi nhớ cho mình đến hình ảnh của Tom Cruise trong Mission Impossible. Để bắt đầu với những nhiệm vụ bất khả thi, trước hết thì bạn phải Fucking Fabulous. Và giá của Fucking Fabulous cũng cực kỳ đắt. Một chai 50ml thị trường đang bán là 6,5 triệu. Và chai mình có đây là chai 100ml. Chính vì thế là nó đắt lắm, nó phải tầm mười mấy triệu á. Ok, và chai nước hoa thứ hai trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn chai Lost Cherry của nhà Tom Ford. Giống như Fucking Fabulous thì Lost Cherry cũng là một mùi hương unisex thuộc phân khúc cao cấp của nhà Tom Ford trong dòng Private Blend đình đám, nên là mức giá của em này cũng cực kỳ đắt đỏ. Nhưng mà điều đấy cũng chẳng thể ngăn lại sự hâm mộ các tín đồ mùi hương, nhất là đối với những người giàu. Tom Ford Lost Cherry thuộc nhóm hương Oriental Floral, là hương hoa cỏ phương Đông. Nhưng mùi của em này thì khá hiền chứ không thiên về xu hướng trầm uất thường thấy những dòng nước hoa niche khác. Vẫn giữ nguyên bản là một thiết kế vuông vắn cổ điển của dòng Private Blend. Ở phiên bản này thì Lost Cherry mang một màu đỏ rượu cực kỳ ấm áp và quyến rũ ẩn dưới lớp thủy tinh trong suốt, mang đến một hiệu ứng đẹp đẽ, huyền ảo và cực kỳ sang trọng. Đúng như tên gọi những quả anh đào lạc lối, Lost Cherry xoay quanh những nốt hương của quả anh đào, một thứ quả ngọt mọng nước, thường mang lại cảm giác khiêu khích, quyến rũ và ngây thơ trong nghệ thuật mùi hương. Nếu như cherry là nốt hương chủ đạo thì bên cạnh đó là sự bổ trợ từ những nốt hương rượu đỏ, quả hạnh nhân và đậu tonka là những hương thơm nổi bật tiếp theo. Những thành phần ấy đều đem đến một sự ấm áp, nồng nàn và tựa như những viên kẹo thơm ngọt ngào. Nhưng với khả năng của Tom Ford thì đó là những viên kẹo trưởng thành, quyến rũ, đầy gợi cảm chứ không hề non nớt và trẻ con. Đây là một mùi hương vô cùng tuyệt vời với sự kết hợp của vị chua và ngọt của quả anh đào. Mùi hương của Tom Ford Lost Cherry là một mùi hương dày dặn và chất lượng, mang lại một cảm giác cực kỳ cao cấp và sang trọng. Lost Cherry sẽ thích hợp với những ai nghiện mùi hương nước hoa ngọt ngào, gợi cảm mà không bị quá lố. Hương thơm này mình đánh giá là dễ ngấm hơn nhiều so với những mùi hương khác thuộc dòng Private Blend. Đây là một mùi hương rất thích hợp sử dụng vào thời tiết se lạnh hoặc là vào buổi tối. Độ tỏa hương của Lost Cherry thì khá gần, chỉ trong vòng một cánh tay, nhưng mà độ lưu hương của em này thì rất tốt, phải trên 8 giờ. Đây chắc chắn sẽ là một mùi hương hoàn hảo cho những dịp sang trọng và những buổi hẹn hò lãng mạn.
Ok, và để trở nên fucking fabulous hay là lạc lối những quả anh đào chín mọng thì bạn phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Giá của Tom Ford Fucking Fabulous và Lost Cherry trên thị trường đang rơi vào khoảng 6.3 triệu đến 6.5 triệu cho một chai full box 50ml. Và hai chai mình có ở đây thì là full box 100ml, nên là các bạn thực sự không muốn biết giá của nó là bao nhiêu đâu. Nhưng mà mục tiêu của video này là mình sẽ bật mí cho các bạn cách làm sao để thơm như hội con nhà giàu mà không phải bỏ quá nhiều tiền. Đó chính là việc mua nước hoa chiết hoặc là nước hoa tester. Để hai chai này thì mình mua của một anh bán hàng sạch tay online. Anh không phải mất tiền mở cửa hàng nên mình được giá rất tốt. Mini của hai em này thì sẽ có giá dao động vào khoảng 700-800 cho một chai 10ml. Và nếu bạn thật sự muốn thử cảm giác một lần thơm như hội con nhà giàu thì đây sẽ là địa chỉ mà mình cực kỳ recommend. Mình sẽ dẫn địa chỉ cửa hàng nước hoa uy tín mà mình thường mua ở bên dưới để các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để test mùi và nhớ là đọc Bust Italia để được giảm giá sâu hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy nhớ like, subscribe và comment một điều bất kỳ bên dưới cho mình nha. Chúc các bạn luôn thơm và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya!